Kim Bảng, Phượng Nghi tiểu thư, sao cô tới đây? Tôi tới tìm anh giúp. Tìm tôi? Phượng Nghi tiểu thư, sao còn cần tôi giúp? Kim Bảng, chuyện trước kia là tôi không đúng. Tôi xin lỗi anh không được sao? Kim Bảng, chuyện Phái Văn bị bắt, anh nhất định biết. Đương nhiên, anh nhất định là có cách. Anh có thể cứu anh ấy không? Tôi là người thế nào? Cha cô là Mã Đại Dung đấy. Ông ấy không thèm giúp tôi. Kim Bảng, anh và Phái Văn là anh em tốt. Ở lúc này tôi thật sự không biết tìm ai giúp. Tôi chỉ có thể tìm anh. Xin anh đấy, còn không được sao? Mã Phượng Nghi muốn cậu giúp Phái Văn. Đúng. Đúng là không ngờ Mã Phượng Nghi tiểu thư cao cao tại thượng sẽ cúi đầu khóc xin tôi. Trước kia cô ta đến mắt cũng không thèm nhìn tôi tới một cái. Nói thật, nhìn dáng vẻ lúc đó của cô ta, trong lòng tôi đúng thực có chút không dễ chịu. Con gái của Mã Đại Dung. Mã Đại Dung này xấu nhất. Năm đó chính là ông ta phái Lâm Sở Thương ra khỏi Nam Kinh. Bây giờ chúng tôi về, còn khắp nơi chống đối chúng tôi. Ủy viên Trình, bà muốn làm sao? Kim Bảng, cậu đi giúp tôi đưa Mã Phượng Nghi tới đây. Mã Đại Dung không giúp cô ta, tôi tới giúp cô ta. Bá phụ, con muốn vẫn để ba người Kim Bảng chuyển đi đi. Con cũng nghi ngờ anh ta rồi. Con không có ý đó. Chỉ là lúc này con không muốn thêm phiền toái nữa. Bây giờ trong nhà chỉ còn một hai nam đinh. Nhỡ đâu có chuyện gì, chúng ta không ứng phó nổi. Bây giờ để ba người họ chuyển ra ngoài, trong nhà lại mời vài người qua dọn dẹp chăm nom, cũng tránh mọi người ở với nhau ngờ vực. Ngược lại không tốt. Ta còn sợ hắn. Một tên miệng còn hơi sữa à? Bá phụ, người bây giờ còn bệnh. Cho dù là người cho là thế, chính là anh ấy làm, vậy bây giờ cũng không là lúc tính toán. Ta tự tay nuôi ra một con sói. Ta muốn xem con sói này rốt cuộc muốn làm gì. Con à, sao vậy? Không phải anh ấy làm. Con muốn họ chuyển ra ngoài là vì xóa tan nghi ngờ của người, cũng là vì cho họ một sự trong sạch. Nếu là thật, vậy thì lòng người đáng sợ quá. Nếu là thật, hắn đi tới bước này còn có thể dừng lại sao? Đây phải làm sao? Con à, lòng người có những lúc rất lương thiện. Không phải con và ta có thể tưởng tượng được. Họ lấy Phái Văn ép ta ra, chẳng qua chỉ là muốn ta nhận thua trước mặt họ. Chỉ cần ta không ra, không nhận thua, vậy Phái Văn sẽ không có chuyện. Họ cũng không ra tay với ta. Chờ mà xem đi. Cứ để hắn ở nhà,
Chúng ta xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Lâm bá mẫu, Phượng Nghi à? Phu nhân, xuống đi. Lâu rồi không thấy cháu. Lúc cháu còn nhỏ ta còn từng ôm cháu. Mới chớp mắt. Lớn thế này rồi, con càng ngày càng đẹp. Cảm ơn Lâm bá mẫu. Ngồi, ngồi. Lâm bá mẫu, người có thể cứu phái Văn không? Ta biết cháu và phái Văn có tình cảm. Vì tình cảm này của cháu, ta đồng ý giúp. Thật ạ? Thôi Thành Nặc, người này cháu biết chứ? Cháu biết, không phải là người số 76 sao? Phái Văn bây giờ bị giam ở số 76. Quan huyện không bằng huyện quản. Cậu ấy ở trong tay Thôi Thành Nặc. Cháu theo địa chỉ này đi tìm anh ta. Anh ta sẽ giúp cháu. Tại sao lại đi khách sạn tìm? Cháu cảm thấy chuyện này tiện nói ở phòng làm việc sao? Hơn nữa, nhà anh ta không ở Nam Kinh, luôn ở khách sạn. Ta nói với anh ta chuyện này, anh ta đồng ý giúp, cho nên đồng ý gặp ở chỗ anh ta ở. Cháu nhanh đi đi. Chủ nhiệm Thôi. Phượng Nghi tiểu thư à, tìm tôi có chuyện gì? Nào. Ngồi đi. Chúng ta từng gặp mặt, nhớ không? Vậy sao? Vài năm trước, tôi từng tới phủ thăm cha cô. Thôi thúc thúc. Vài năm không gặp. Phượng Nghi tiểu thư càng ngày càng đẹp. Rượu vang Pháp Chính Tông, thử xem. Thôi thúc thúc, cháu không biết uống rượu. Hôm nay cháu tìm thúc là vì, ta biết. Ủy viên Trình đã gọi điện nói cho ta rồi. Có chuyện gì? Đây là ủy viên Trình bảo cháu đưa người. Muốn gặp Trần Phái Văn à? Cái này không dễ làm. Hắn ta phạm là tội nặng kháng Nhật. Không thể gặp. Thôi thúc thúc, thôi thúc thúc. Cháu xin thúc giúp cháu đi, giúp cháu gặp anh ấy một lần, chỉ một lần. Thúc nói xem phạm phải tội lớn thế nào. Cũng phải gặp người nhà một lần chứ. Được rồi, đừng khóc nữa. Tiểu thư xinh đẹp như vậy khóc, trong lòng ta tan vỡ. Được, ta nghĩ cách, được không? Thật sao? Ta lừa cháu làm gì? Nhưng mà Phượng Nghi cháu biết không? Giúp cháu lần này, ta là mạo hiểm tội mất đầu đấy. Cháu biết. Cảm ơn Thôi thúc thúc. Thật sự rất cảm ơn người. Cháu muốn cảm ơn ta thế nào?
cháu cạn ly rượu này nhé. Cháu xem, cháu uống nhanh quá, đừng vội thế. Cháu biết không? Thực ra từ lần đầu gặp cháu, ta đã thích cháu rồi. Chỉ cần cháu theo ta, ta đảm bảo cháu muốn gì được nấy. Người làm gì thôi thúc thúc. Phượng Nghi thôi thúc thúc. Làm gì thế? Thôi thúc thúc. Đừng động vào tôi. Ông tin tôi giết ông không? Đây là làm gì? Tiểu thư xinh đẹp như cô cầm dao cũng không văn nhã đâu, biết không? Cô biết giết người không? Cô biết dùng dao giết chết người thế nào không? Cô dám giết người không? Tim ở đây. Đem dao nhằm vào đây. Như vậy mới giết người được. Nhưng mà dao này của cô quá cùn, giết không nổi. Ông đi ra. Không, không, tôi giết chết mình. Cô đừng làm loạn, bỏ dao xuống. Chúng ta có gì từ từ. Không có gì nói hết. Ông để tôi đi, ông để tôi gặp Phái Văn. Nếu ông dám đụng vào tôi chết rồi, cha tôi sẽ không tha cho ông. Để tôi gặp Phái Văn. Phái Văn. Phượng Nghi. Phái Văn. Cậu tỉnh rồi, Phượng Nghi tiểu thư tới lâu lắm rồi. Phái Văn, anh đáng thương quá. Sao họ đánh anh thành thế này? Sao anh chịu nổi? Phượng Nghi. Đừng khóc. Cảm ơn em tới thăm anh. Họ dùng hình với anh, nhưng anh không nói gì. Vốn tưởng anh không chịu nổi, nhưng anh chịu được rồi. Phái Văn, không có anh, em không chịu nổi. Anh nhanh đi với em đi. Ngốc. Lúc này rồi, họ sao có thể thả anh ra? Em ở bên ngoài tìm người. Họ nói, chỉ cần anh đăng một bài báo lên báo để ủng hộ chính phủ, họ sẽ thả anh ra. Anh em à, chẳng phải cậu chưa bao giờ thừa nhận chuyện kho vũ khí sao? Cái này không tính kháng Nhật. Đúng, đúng. Tôi không phát biểu cái gì. Như vậy chẳng phải là hán gian sao? Phái Văn, là ai bảo em đi tìm họ? Em không phải tự đi tìm nhục sao? Phái Văn, chuyện của anh không cần em lo. Em đi đi. Anh sao lại như thế? Anh không biết em vì anh hy sinh như thế nào sao? Em đáng đời. Ai bảo em đi tìm họ? Trần Phái Văn, sau này chuyện của anh em không quan tâm nữa. Người anh em, cậu quá không biết nhân tình rồi. Cháu khó khăn lắm mới tìm được cơ hội cứu anh ấy, vậy mà anh ấy nói với cháu thế. Cả nhà họ Trần đó như hòn đá trong nhà vệ sinh, vừa thối vừa cứng. Nếu đã như thế, cháu còn lưu luyến anh ta làm gì? Điều kiện của cháu tốt như vậy, còn sợ không tìm được đàn ông sao? Tôi giới thiệu cho người cháu. Người đàn ông mạnh hơn cậu ta 100 lần. Nhưng cháu và anh ấy ở bên nhau bao nhiêu năm, làm sao nói cắt là cắt? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới con nào con ấy tự bay. Chứ đừng nói hai đứa còn chưa phải vợ chồng. Rời khỏi hắn, xem ngày tháng sau này có sống càng tốt hơn không?
Bá mẫu, có chuyện cháu muốn nói. Chuyện gì? Thôi Thành Nặc đó, hắn không phải là người tốt đẹp. Làm sao? Hắn không có lòng tốt. Cháu đi tìm hắn, hắn ta động tay động chân với cháu. Lẽ nào hắn đem cháu? Nếu không phải cháu lấy cái chết để ép, sợ sớm đã bị hắn bắt nạt rồi. Thật không ngờ, cha cháu là Mã Đại Dung mà hắn còn làm ra chuyện đó. Đồ chó này, để tôi gặp hắn, tôi phải mắng hắn. Nhưng mà hắn làm nhục cháu, lẽ nào mắng một trận là xong sao? Bá mẫu, chuyện này người nhất định phải thay cháu báo thù. Nghĩ lại, hắn là đàn ông, chuyện này truyền đi với hắn không có ảnh hưởng gì. Nói không chừng còn có rất nhiều người ở đằng sau ghen tị với hắn. Nhưng cháu là con gái, chuyện này mà truyền đi, cháu làm sao có thể gả cho người? Nói không chừng ngược lại còn cắn cháu một cái, nói là cháu quyến rũ hắn. Cháu, chuyện này nhịn đi, chờ có cơ hội chúng ta xử lý hắn. Cháu nói xem. Bá mẫu, Trần tiên sinh, Sở trưởng Ngô, nghe nói ông thăng quan. Chúc mừng, chúc mừng. Ông xem, hôm nay tôi đem món đồ tôi giấu đi lấy ra, coi như là chúc mừng ông, thử xem. Phải chúc mừng nhé, cảm ơn bà chủ. Bà chủ Chu, bà sống thuận lợi như vậy. Chuyện của nhà Trần Mặc Nhân bà không biết chứ? Nhà họ sao vậy? Con trai nhà họ đi nổ kho quân hỏa của Nhật, bị bắt. Người xưa nói sao nhỉ? Phúc không quá ba đời. Trần Mặc Nhân này không biết dạy con, tôi sớm đã nhìn ra rồi. Trần gia họ sớm muộn cũng bại trong tay con trai ông ta. Không nói chuyện không vui nữa. Nào, chúng ta nếm thử rượu này. Được, nếu mà thấy ngon, lần sau tôi lấy cho hai người tiếp. Được, cảm ơn. Vậy mọi người uống đi, tôi không cùng nữa. Được, đi từ từ. Được, đi đi. Được. Bà chủ, vậy tôi xuống trước đây. A Tứ, giúp tôi dọn đồ. Ngày mai ngồi chuyến tàu hỏa sớm nhất về Nam Kinh. Vâng, tôi đi làm ngay. Mời. Viện trưởng Mã, khí phái quá. Tôi vẫn là lần đầu tới phòng làm việc của viện trưởng Mã ông. So với ông, phòng làm việc của Sở Thương đúng như sợi lông. Bà có chuyện gì? Không có việc không tới Điện Tam Bảo. Chỗ này đúng là có chuyện nhỏ, còn là việc của viện trưởng Mã. Việc của tôi. Được, nói đi. Thật không ngờ lệnh ái còn tư thông phần tử kháng Nhật. Trần Phái Văn đi làm nổ kho quân hỏa bị bắt. Được, mời ngồi. Con gái Phượng Nghi và Trần Phái Văn đúng thực có từng qua lại, nhưng Trần Mặc Nhân và tôi đều không đồng ý, cho nên họ không qua lại nữa. Không có. Trần Phái Văn bị giam ở số 76. Sao cô ấy vào nhà lao thăm anh ta? Có chuyện này.
Có chuyện này hay không? Chỉ là chuyện một cuộc điện thoại. Hay là tôi giúp ông gọi. Không. Phượng Nghi này đúng là đọc sách nhiều. Quá không hiểu chuyện. Cũng có thể chỉ là nhất thời nhi nữ tình trường. Cô ấy vào nhà giam của số 76. Một đường này phải mở rộng bao quan hệ. Tôi là lo cho ông, đến lúc đó ở chỗ người Nhật Bản. Sao có thể giải thích là nhi nữ tình trường? Phượng Nghi là bà, Sở Thương huynh. Những người bạn học cũ này nhìn mà lớn lên. Được, bà nói. Bà rốt cuộc muốn. Đừng, ông đừng hiểu nhầm. Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ là biết chuyện này. Nhanh chóng nói cho ông, nhắc nhở ông, đừng để người Nhật Bản biết. Nhưng mà tôi chỉ có thể hy vọng, sau này chúng ta chăm sóc nhau. Được. Tôi hiểu. Những ngày trước, Bộ Lương thực có một chức phó bộ trưởng còn trống. Chủ tịch Uông từng tìm Sở Thương huynh bàn. Ông ấy không muốn. Đồ già không được nết gì. Nhưng mà đừng gấp. Sở Thương huynh là nguyên lão cách mạng. Chỉ cần ông ấy muốn, tôi nhất định dùng toàn lực giúp ông ấy cố gắng. Vậy mong ông giữ lại. Dễ nói. Lão ra về rồi. Tiểu thư ở nhà khôn có. Phượng Nghi, lão gia, Phượng Nghi. Lão gia, tiểu thư hôm nay không biết làm sao, nhốt mình trong phòng. Luôn khóc, cũng không ăn cơm. Ông đi gọi nó tới, vâng. Cha. Ngồi đó. Con tới nhà lao số 76, đi thăm Trần Phái Văn. Con, to gan thật. Ta nói với con thế nào? Con không sợ chết à? Được, con nói. Con sao đi? Làm sao con có quan hệ? Nhanh nói. Cha là Lâm bá mẫu. Ai? Lâm bá mẫu. Trần Bích Kiếm. Trần Bích Kiếm nói có thể dùng quan hệ. Sau đó bà ta viết cho Thôi Thành Nặc một phong thư để con đi tìm ông ta. Thôi Thành Nặc bảo con đi. Được lắm, Trần Bích Kiếm. Đào bẫy cho ta. Cha, còn có gì, nói. Thôi Thành Nặc đó, hắn. Thôi Thành Nặc làm sao? Trần Bá Mẫu bảo con đi tới một khách sạn tìm ông ta. Sau đó ông ta, hắn làm sao? Con vừa vào ông ta bảo con uống rượu với ông ta. Sau đó bắt đầu động tay động chân. Nếu không phải con lấy cái chết ép, con sợ là bây giờ không gặp được cha. Thôi Thành Nặc khốn nạn, chán sống rồi. Được rồi.
Phượng Nghi, Phượng Nghi, con ngốc quá. Con trúng bẫy của Trần Bích Kiếm, con còn không biết. Trúng bẫy? Vậy làm sao? Từ bây giờ, con không được ra ngoài. Xem ta xử lý Trần Bích Kiếm thế nào. Mẹ nuôi, bác sĩ Vương tới rồi. Bà chủ Chu, bà đây là muốn đi đâu? Tôi muốn về Nam Kinh. Bà chủ Chu, cơ thể bà bây giờ vừa mới khởi sắc. Cứ ở đây, kiên trì điều trị nửa năm. Nói không chừng có thể đứng lên. Bây giờ bà mà dừng điều trị thì khó nói. Tôi biết, cho nên tôi chờ ông tới là muốn bàn với ông chuyện này. Ông có thể cùng tôi đi Nam Kinh. Tôi cho ông số tiền lớn. Sợ không được. Tôi ở Thượng Hải, có nhiều bệnh nhân còn đang chờ tôi. Tôi thực sự không đi được. Đúng. Tôi có thể hiểu. Vương tiên sinh, tôi đã chuẩn bị quà cảm ơn cho ông, để trong tủ. Lát nữa để Mạt Lị cùng ông đi lấy. Vậy, bà vẫn về Nam Kinh sao? Nhất định phải đi. Bá phụ. Bố phụ. Từ từ. Bá phụ. Bá phụ Phái Văn còn trong nhà giam. Người phải giữ sức khỏe. Ngữ Huệ. Ta còn có thể sống. Thấy Phái Văn về nhà sao? Được, nhất định được. Bá phụ không phải người nói rồi sao? Chỉ cần người còn sống, không cúi đầu, họ không dám giết Phái Văn. Người mà, sao tranh được với số mệnh? Bá phụ. Lão gia, lão gia. Lão gia, Ngữ Huệ tiểu thư. Có chuyện gì, người? Người nhanh đi xem đi. Mẹ nuôi. Bá phụ, bá phụ. Tôi cầm cho. Em về rồi. Đều tại anh, luôn gây chuyện cho em. Nếu em còn không về, không phải ở Thượng Hải chữa bệnh sao? Nửa đời còn lại không muốn đứng lên nữa à? Không muốn, không muốn nữa. Lúc em có thể đứng lên, chỉ hầu hạ anh à? Bây giờ em thế này, có phải nên là anh hầu hạ em? Nửa đời còn lại của em dựa anh nuôi rồi. Yeah.
Anh nuôi em. Là cậu ta làm. Con không tin. Hai người không hiểu anh ấy bằng con. Anh ấy không phải người như vậy. Chúng ta là không yêu cậu ta như con. Ngữ Huệ, tình cảm đã che đi đôi mắt con. Sớm muộn có một ngày, mẹ sẽ cho con nhìn rõ. Nhưng có chuyện chúng ta không thể chờ nữa. Hắn phải chuyển đi ngay. Con cũng nói như thế. Nhưng bá phụ không đồng ý. Ta không đồng ý. Ta còn sợ hắn à? Hơn nữa ta đã đồng ý trùng khách yểm hộ hắn. Ta bây giờ đuổi hắn đi, làm sao nói được với chính phủ Trùng Khánh? Em nói anh đó. Anh giả hồ đồ rồi. Đầu mà mất thì lấy gì đấu với hắn? Anh còn có cơ hội giải thích với bên Trùng Khánh. Nghe em, để hắn rời đi. Vậy cũng phải có cớ chứ. Em không phải về rồi sao? Em chính là nữ chủ nhân nhà này. Em nói với hắn, em ngứa mắt hắn. Thấy hắn liền không vui, để hắn nhanh chóng đi. Đó chính là lý do. Vừa rồi nghe con nói, đi xem chuyện của Phái Văn, cha con không muốn giúp đúng không? Đúng. Chuyện này, để ta xử lý đi. Dựa vào em có thể, em có cách gì? Tìm Thôi Thành Nặc. Chuyện này, liền theo tôi sắp xếp đi làm, biết rồi, yên tâm. Kim Bảng thiếu gia, lão gia mời cậu qua. Ông ấy lại có chuyện gì, lão gia không nói, chỉ nói gặp cậu. Được rồi, tôi biết rồi. Chu tiểu thư, bà về rồi. Sau này đừng gọi tôi là Chu tiểu thư nữa. Tôi gả cho Trần Mặc Nhân rồi. Sau này gọi Trần phu nhân. Chúc mừng, Trần phu nhân. Kim Bảng, chúng ta không nói lòng vòng nữa. Tôi và cậu luôn không hợp. Cứ gặp mặt như vậy, mọi người không tiện. Cho nên tôi hy vọng cậu chuyển ra khỏi nhà chúng tôi. Chu tiểu thư, đây có phải là có hiểu nhầm gì không? Không có hiểu nhầm gì. Có chuyện gì à? Nhà có chuyện còn ít à? Được rồi, không nói nhiều nữa, buổi chiều liền chuyển. Vậy bá phụ đâu? Ông ấy biết không? Cơ thể ông ấy không tốt. Chuyện nhỏ này, tôi tới làm chủ là được. Ngữ Huệ, tôi muốn nói với Ngữ Huệ. Con bé ở bên cạnh Mạc Nhân. Không rảnh. Bà muốn đuổi tôi ra khỏi cái nhà này. Đừng nói khó nghe thế chứ. Cao Kim Bảng, cậu 7 tuổi, bá phụ cậu đã nuôi cậu. Sau đó nuôi cậu tốt nghiệp đại học. Cho dù là con trai ruột, cũng nên ra ngoài độc lập rồi.
Nhanh ra ngoài tìm nhà đi, đừng có lãng phí thời gian. Thật sự xé rách mặt. Ai cũng không dễ nhìn. Được. Tôi đi. Ủy viên Trình gấp như vậy tìm tôi. Chu Thục Huệ về rồi. Cô ta về thì về, một con quẻ thì làm được cái gì? Ủy viên Trình, bà đừng coi thường bà ta. Lần này bà ta về đuổi tôi ra khỏi nhà đấy. Chu Thục Huệ này muốn làm gì? Bà ta không cho tôi gặp Trần Mặc Nhân nữa. Ủy viên Trình, sợ rằng kế hoạch của bà không thực hiện được. Năm đó bà ta dung túng mẹ Ngữ Huệ chống đối với tôi. Kết quả sao? Mẹ nó chẳng phải chết trong tay tôi à? Bây giờ bà ta kéo Ngữ Huệ chống đối với tôi. Bại tướng còn dám ra vẻ anh dũng. Tôi bái phục bà ta. Cậu về. Nói với bà ta, tôi mời bà ta ăn cơm. Lâm bá phụ, không để Ngữ Huệ đi gặp phái văn đó chứ? Yên tâm, hắn không đâu. Nhưng không được gặp đâu đấy. Nhất định không được. Bà chủ Chu về rồi à? Đúng. Bà ấy bảo tôi nói với ông, nếu như tạm thời không thể thả Trần phái văn ra, vậy mong ông đừng chuyển cậu ấy cho cảnh sát quân sự Nhật Bản. Ngoài ra, bà ấy còn mong ông sắp xếp cho tôi vào nhà giam thăm Trần Phái Văn. Bà chủ Chu này, bà ấy sợ là nghĩ tôi là ai. Bà ấy còn nói chuyện của ông và Trùng Khánh. Bà ấy không nói cho ai. Ngữ Huệ tiểu thư, tôi và bà chủ Chu là bạn cũ. Chuyện gì có thể thương lượng? Thế này, cô về đi. Làm xong tôi báo cô. Nhớ lấy. Nhất định đừng nói với ai. Vào đi. Cảm ơn. Ngữ Huệ. Anh Phái Văn. Ngữ Huệ. Anh Phái Văn. Sao em tới đây? Anh chịu hình à? Anh nhịn được rồi, anh không nói gì. Nhanh ngồi. Em nhịn được rồi, nhanh ngồi. Cha thế nào? Bá phụ biết anh xảy ra chuyện, đã nôn ra máu. Từ đó về sau luôn bệnh liệt giường. Vậy ông ấy bây giờ thế nào? Mẹ nuôi em mới từ Thượng Hải về, có bà ấy ở đây, cơ thể bá phụ vẫn khỏe chút. Quá tốt rồi. Có bà ấy ở bên cạnh cha, anh có thể yên tâm đi rồi. Gì cơ? Anh Phái Văn, anh là con trai duy nhất của bá phụ. Anh làm việc sao liều lĩnh vậy chứ? Lẽ nào anh không suy nghĩ cho bá phụ sao?